Ta có 3 câu hỏi này để từ nay ta sẽ định hình mình luôn luôn đứng ở vùng nguyên nhân. Luôn luôn đứng vùng nguyên nhân. Nào, câu hỏi thứ nhất này, có điều gì tốt cho tôi trong việc này? Nghĩa là thế này này, từ trước đến giờ khi gặp bất cứ việc gì thất bại, dù là từ mâu thuẫn, dù là năng lực mình yếu kém hay là vấn đề gì khúc mắc, thì ta đều đổ lỗi tại cái gì đấy. Nhưng từ bây giờ thì ta sẽ hỏi mình chính câu hỏi này trước khi ta suy nghĩ kết luận vấn đề đấy vào trong mình. Có điều gì tốt cho tôi trong việc này? Tức là trong cái việc nó xảy ra với tôi này, có điều gì tốt? Và ta phải trả lời được những câu trả lời tích cực. Phải lấy ra được câu trả lời tích cực cho mình, chứ không được lấy câu trả lời đổ lỗi cho ai đó. Không được phép bao giờ. Đấy, tư duy của người tích cực là như vậy. Tư duy của vùng nguyên nhân là như vậy. Sau khi trả lời xong có điều gì tốt cho tôi trong việc này rồi, thì tiếp tục đến câu trả lời thứ hai, tôi học được bài học gì trong chuyện này? Lại trả lời tiếp cái câu này. Rồi tiếp tục này, lần sau tôi sẽ làm khác đi như thế nào để không bị lặp lại cái thứ này nữa. Cho nên phần vừa rồi chúng ta mới nói rằng là khi ta tư duy ở vùng nguyên nhân thì nó cho ta sức mạnh là như vậy. Bởi vì nó cho ta sức mạnh của sự rút kinh nghiệm. Nó cho ta sức mạnh của sự là gì? Cảnh báo cho ta có cái gì tốt trong việc này, ta phải cải thiện đi. Và nó cảnh báo cho ta là gì? Lần sau mình phải làm khác đi, đừng lặp lại vết xe đổ đấy nữa. Đấy. Thế thì dù có 3 lần làm khác đi, 4 lần làm khác đi, đến lần thứ 5 nó cũng phải đúng. Chứ còn nếu mình cứ lặp lại cái cũ thì nó sẽ tạo ra kết quả cũ mà thôi. Được chưa? Đấy. Bởi vì sao? Bởi vì đây là thế giới nhị nguyên. Sự vật hiện tượng nó vẫn xảy ra hết đêm lại ngày, hết mưa lại nắng. Tính con người nó có 4 giai đoạn trưởng thành như vậy, con chip bên trong nó như vậy rồi, thói quen họ như vậy, tư duy, năng lực, trình độ họ đến như vậy, thì họ sẽ ứng xử như vậy ở xung quanh ta. Đấy, chính là sự vật hiện tượng. Không thể thay đổi được. Bên trong họ thế nào thì bên ngoài họ sẽ như vậy. Thời tiết mùa nào nó sẽ xảy ra mùa đấy như vậy. Xã hội đang ở gu nhu cầu nào thì nó sẽ vận hành theo gu nhu cầu đấy. Mình chỉ có thể điều khiển cái cách phản ứng của mình phù hợp với mọi chuyện để tạo ra kết quả của đời của mình mà thôi. Đấy chưa? Mình phải nâng cao năng lực và hiểu biết của mình lên để nhận ra sự việc hiện tượng này nó đang xảy ra như thế nào để ứng xử. Và nếu cái cách phản ứng của mình mà nếu nó không xảy ra kết quả như mong muốn thì mình hãy đứng ở vùng nguyên nhân để hỏi có điều gì tốt cho tôi trong việc này. Tôi học được bài học gì trong chuyện này, lần sau tôi làm khác đi như thế nào để mình có nhiều lựa chọn hơn. Mở ra nhiều cơ hội lựa chọn và tư duy hơn. Và cứ mỗi một lần như vậy thì ta lại có một giải pháp mới. Cho đến lúc giải pháp đấy đúng thì thôi. Và nếu đã giải pháp đúng rồi thì từ lần sau ta cứ hành động theo cái giải pháp đúng đấy. Và may thay giải pháp đúng thì đã có NLP nó dạy ta hết. Từ hôm nay ta chỉ việc ứng dụng theo cái giải pháp của NLP mà thôi. Được nhá. Và khi cứ ứng dụng đúng thì ảnh hưởng sự nghiệp, tài sản, mọi thứ nó gia tăng. Thì lần sau ta cứ ứng xử theo kiểu đấy. Cho nên là gì? Đứng ở vùng nguyên nhân thì cho ta sức mạnh. Là như vậy. Được chưa? Rồi. Thế còn vế bên kia? Nếu sự việc hiện tượng nó vẫn xảy ra như vậy và nếu nó không thành công, ta đứng mình ở vùng hậu quả là gì? Trời ơi, tại sao mọi chuyện lại xảy ra thế này? Cuộc đời thế quá tệ, tại sao mọi người lại gì lừa lọc rồi không tin, sao lại quá thách thức như vậy? Tại sao quân quyền mọi thứ lại không như ý như vậy? Ta cứ đổ lỗi hết như vậy. Ta nghĩ rằng mình không thể kiểm soát được. Ví dụ bác Thà vừa ra kia nói chuyện một lúc, trời ơi, đi đợt này thì làm gì mà thành công được, làm sao mà tư vấn hay đàm phán thành công được. Đấy, ta cứ nghĩ như vậy và đổ lỗi như vậy. Chỗ đấy làm gì có tiền, đối tác đấy có trung thực đâu chẳng hạn, thế thì chúng ta tự làm suy yếu thì cuộc đời mình. Được chưa? Sự việc nó xảy ra vẫn như vậy mà thôi. Cách ta ứng xử với vấn đề. Ta hiểu biết thì ta có suy nghĩ tích cực. Nhưng ta thiếu hiểu biết một cái là ta suy nghĩ tiêu cực ngay lập tức. Được chưa? Và từ tất cả những thứ này ta đều phải ứng dụng vào cuộc sống. Nào, bất kể ai mà chưa học NLP thì hầu hết họ đều bị năm đám mây tiêu cực đang phủ. Vậy thì mỗi lần là ứng xử với nhau, không đồng ý với nhau và sự vụ rồi thất bại, họ thường ứng xử theo vùng nào? Vùng hậu quả. Thì ta hiểu ngay, cho nên đừng bất bình hay đừng thất vọng, đừng tức giận về việc đấy. Được chưa nào? Có phải chúng ta vẫn thường tức giận về ai đó không đồng ý với mình hay không làm theo ý mình không? Đơn giản là gì? Họ vẫn còn năm đám mây tiêu cực, cho nên họ ứng xử theo thói quen của một số đông bị đám mây tiêu cực. Đấy, từ nay chúng ta sẽ hiểu được điều đấy. Được chưa? Họ đã biết được như mình đâu. Trước đây mình vẫn thế, hôm nay mình mới biết nhảy sang bên này, nhảy sang vế tư duy của người thành công là như vậy. Nào, giả sử bây giờ ta ra ngoài kia, ta nói chuyện, ta bắt đầu thông qua ngôn ngữ giao tiếp thôi.
ta cũng nhận ra ai là tích cực, ai là tiêu cực ngay lập tức. Ví dụ một ai đó mập, thế thì ta sẽ nói ô dạo này phát tướng nhỉ, trông ông dạo này phát tướng đấy. Thế ông này nói luôn rồi, à bây giờ già rồi thì quá trình trao đổi chất nó chậm rồi thì nó phải mập chứ. Đấy, thế là người này đang tư duy vùng nguyên nhân hậu quả. Đúng rồi, hậu quả, đang đổ lỗi cho một cái gì đấy. Đổ lỗi cho gì? Bây giờ có tuổi rồi, cơ thể nó lão hóa rồi cho nên phải mập. Đấy, đổ lỗi nhá. Hậu quả này, có quá nhiều người mong đợi mối quan hệ tuyệt vời, làm sao tôi thu hút được họ đây? Người này tư duy vùng gì? Làm thế nào để tôi vượt qua vấn đề này? Làm thế nào để tôi có cái điều này? Nguyên nhân. Cho nên này, đây cũng là một cái cách để các sếp chúng ta tuyển dụng đấy. Hỏi mọi người, nếu ai cứ bảo chị ơi thế em làm thế nào, chị ơi em làm thế nào, thế còn người khác là chị ơi em không làm cái này đâu, chị ơi bên kia làm, chị ơi em chưa có năng lực làm cái này, chị ơi em chưa được học cái này, thì người này đang tư duy vùng hậu quả. Ta biết ngay lập tức, thấy chưa? Nguyên nhân đây này. Ví dụ tôi hỏi, chúng ta hỏi rằng là ô ông giờ này trông phát tướng đấy nhở, ta bảo ừ đấy, giờ này tôi cũng thấy mình mập rồi đấy, thế có khi phải tập thể dục thôi tháng sau hay tuần tới này phải tập thể dục ngay thôi, thì người này đang tư duy ở vùng nguyên nhân, bắt đầu ông ấy tìm giải pháp cho vấn đề chứ không căn cứ vào cái thứ từ bây giờ nhiều tuổi rồi nó phải thế chứ đấy, không đổ lỗi nữa mà bắt đầu phải tìm giải pháp đấy.